Hôm nay anh Hùng đi phỏng vấn rồi, mình mong anh Hùng hết đỗ được lần này. Đây thay quần áo xong rồi. Vâng. Không sợ một tí đi muộn đấy. Sáng phải dậy sớm. Hôm nay phải cố gắng nhé để đỗ. Có công việc này là sau này mình không phải khổ nữa rồi. Bịt thư đấy gì nhỉ? Anh Khánh với chị kia bảo cầm cái đơn này lên nhỉ, cái thư này lên để phỏng vấn nhỉ, mai nhỉ? Vâng, chị bảo là cầm cái giấy này lên. Mai anh phải cố gắng nhá, để anh cũng hy vọng là anh đỗ lần này để có công ăn việc làm, sau này mình đỡ khổ hơn. Anh sẽ cố gắng luôn. Vâng. Chứ anh mà không có công việc á, người ta suốt ngày khinh chê mình. Anh biết rồi, lúc nào, lúc này mà hôm nay mà anh phỏng vấn. Hôm nay là nói chắc ngày phỏng vấn đầu tiên này chắc cũng rất quan trọng đấy, anh phải cố gắng nhiều nhiều. Anh biết rồi. Sáng nay anh sẽ cố gắng phỏng vấn để đủ cái đợt này để làm ở trên xã, không cũng chẳng có cơ hội nào nữa đâu. Vâng. Nên là mà chắc anh đi trước em. Vâng. Em ở nhà đợi anh nhé. Vâng, em biết rồi. Nếu mà anh đỗ cũng tốt, tại vì bao nhiêu lâu rồi mình toàn bị người khác quấy rối với giày vò ấy. Bây giờ mình có anh mà có việc làm thì đỡ khổ cho chúng mình hơn. Em ở nhà nhé. Mà em có đi chợ không? Em có thôi, em đi chợ ấy. Thế để lát em đi sau anh nhé, anh đi trước không kì? Anh cố gắng nhé. Em phải đi nhé. Vâng. Anh cố gắng lên nhá. Anh cố gắng nhá. Anh biết rồi, anh đi nhá. À quên, anh lấy cái mũ cho anh. Cái mũ. Mày quá, mong hôm nay đi đỗ được của vấn này. Mà có nên về lấy xe nhỉ? Hay có nên về báo với mẹ em? Mà thôi, giờ chắc cũng sớm, đi bộ đi cũng được. Cũng mong là anh Hùng đỗ được lần này, chứ không thì người ta cứ khinh rẻ mình. Thôi chắc là mình cứ phải đi chợ ra để đi sớm, tranh thủ về sớm đó. Nhưng mà nếu mà anh Hùng đỗ được lần này thì đi chợ mua đồ nó ăn liên hoan anh Hùng. Hy vọng mà những nỗ lực anh Hùng ngày ngày cố gắng sẽ mang được đền đáp, có một công ăn việc làm ổn định, phải lông nhông suốt ngày.
đấy. Mà nói nên nhớ thằng Nguyên còn bảo là anh Hùng không có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ có khổ như thế thôi. Cứ khinh thường anh Hùng đi, sau này anh Hùng có công ăn việc làm về thì nó không biết. Nhà này mày, tao đi theo bọn kia chưa nhá mày nhá. Em có đi theo ai đâu. Mày, tao tìm mày. Mày đi theo bọn kia chưa không? Mày chuyện với bạn tao rõ mà không? Tại anh ấy, em ấy bỏ nhà đi ấy. Không nào. Tìm mày, mày đi theo bọn kia chưa suốt ngày. Ê phải không? Mày đứng im cho bà tao nói chuyện nào. Anh khá bọn em đây. Mày khai con này. Em không phải là kỹ sư gì cả. Thật sự em không phải kỹ sư. Mày không biết cái. Anh cứ làm thế em gọi công an nhé. Anh làm thế là em gọi công an nhé. Mày không biết gọi công an. Em gọi mình tính là. Mày tính là kỹ sư không? Em không phải là kỹ sư. Anh nghĩ đâu. Mày thằng kỹ sư. Mày kỹ sư gì? Em không phải kỹ sư. Các anh tao báo công an nhá, chú mày nhá. Chị ơi, chị ơi.
chị làm sao chị ơi? Chị ơi, chị có làm sao không? Chị ơi, chị ơi, tỉnh đi chị ơi, chị ơi, tỉnh đi, chị có làm sao không? Chị ơi, có làm sao không? Chị làm sao họ lại quấy rối chị như thế? Alo, chân chị đau quá. Hai người đấy là ai đấy chị mà đánh chị như thế? Chồng chị. Chồng chị đánh chị như thế á? Vâng, chồng chị đánh. Đi ra chỗ này. Chị có đi được không? Em đỡ lên ra kia ngồi cho. Còn đi được không? Đi ra đây. Có đau nhiều quá không chị? Có, đau quá. Chồng chị cái gì, uống rượu à? Đi nát rượu. Đây đây, ngồi đây. Alo, ra cái quần. Thế chị còn về được không? Chị không về được rồi. Sao chồng chị lại tàn nhẫn với chị như thế nhỉ? Không biết được nữa. Ôi giời, sước hết chỗ này hết rồi. Ừ. Để em xem có ai không để em bảo. Em lại không đưa chị về được ấy, em đang bận đấy. Để em ra đây chị ngồi đấy đợi em nhé. Đâu như này, nhưng mà em đang bận nên em không giúp được chị ấy. Em gọi người nhưng mà không, chả có ai giúp chị ạ. Chị thế còn người nhà không? Nhà chị ở đâu? Ôi dồi ôi. Chả có ai giúp ấy, em đang đi phỏng vấn để đi xin việc ấy. Có đau nhiều quá không chị?
Ui, bị xước hết trong này rồi. Ôi rồi, đau quá. Xước rồi. Chị sao đấy? Anh quen nhau hay anh chị quen nhau à? Đó. Anh giúp em với. Anh xem em giúp em với. Sao mà bị sưng hết chân rồi không? Thế là anh chị quen nhau à? Có, anh cũng qua đường không gặp chị cùng nhéo chị em. Vâng, em đang bận việc thế. Anh cứ giúp em lấy đưa chị này về giúp em với nha, em đang đi việc tí. Vâng. Anh tên gì đấy? Em tên Hùng anh ạ. Em đang bận một tí anh nhá. Chết rồi, không kịp một tí chị ạ. Hết giờ rồi chị. Hết giờ tan làm mất rồi. Em biết giờ này là mấy giờ không? 11 giờ rưỡi rồi. Giờ này em mới đến văn phòng thì làm sao mà được. Anh em biết là bao nhiêu người đợi em không? Em biết rồi chị ạ, nhưng mà vừa nãy em giúp người ta ấy. Quần áo em bẩn hết rồi, em chạy về nhưng mà giờ hết giờ làm việc rồi chị. Chị không biết lý do của em là gì. Em... Bây giờ em đi muộn như thế thì không ai cứu được em đâu. Dạ vâng, nhưng mà hết giờ làm rồi chị. Tan làm rồi, bây giờ 11:30 rồi. Mọi người tan về hết rồi, chị là người về sau cuối cùng rồi đấy. Dạ vâng, chị... Bây giờ em biết làm thế nào được mỗi công việc này của em, chị cố giúp em với. Chị cũng muốn giúp em lắm nhưng mà chị cũng bó tay thôi, cái này chị không giúp được. Thế thôi. Chị giúp em với chị.
Bây giờ em còn đúng công việc này, em ở nhà không còn việc gì cả nhỉ? Không, chị không giúp được em đâu. Chị không thể giúp em được. Em biết là bao nhiêu người các anh đang chờ trên phỏng vấn cho em, nhưng mà bây giờ em mới đến. Mà hôm nọ rõ ràng là chị đã dặn em là 8:30 đến đây, mà sao hôm nay em vẫn đến muộn là sao? Chị giúp em vừa nãy em giúp người ta bị chồng đánh, em về muộn. Em dậy từ sáng rồi, chị giúp em với. Em biết là chị rất bực không? Các anh ở trên kia vẫn chờ em phỏng vấn đến tận 10 giờ. Bây giờ 11 rưỡi thì em mới đến đây, mọi người tan làm hết rồi. Em về muộn nhưng mà em còn đúng với công việc này để làm đó chị ạ. Bây giờ chị không nghe lý do của em gì hết. Bây giờ chị nói chung là chị không thể giúp được em một cái gì hết cả. Bây giờ em không có việc gì làm đâu Hùng ạ. Chị đi về đấy. Chị giúp em với chị. Chị giúp em với. Chị không giúp được em đâu. Người ta nghỉ bây giờ chị cũng giúp em với, cố gắng giúp em với. Em đừng làm như thế, chị khó xử lắm, mọi người nhìn chị khó xử lắm. Đứng dậy đi em. Rồi, đứng anh dậy công đi. An cũng giúp em để đi nghĩa vụ về xong là mới có cơ hội để đi làm. Bây giờ em cứ đứng dậy đi. Em hết việc này em biết làm như nào chị? Mọi người nhìn kèm, em cứ đứng dậy đi. Chị giúp em với được không chị? Em chị không thể giúp đỡ em được cái gì đâu. Mọi người đã chờ em, chị đã dặn em là 8:30 đến đây rồi, mà bây giờ em mới đến đây thì chị biết làm như thế nào? Chị làm như nào được? Chị biết là em giúp người là một việc tốt, nhưng mà em biết vì thế mà em mất việc không? Mọi người đã chờ đợi em, mọi người chờ đợi em rất là nhiều, mọi người hy vọng ở em rất là nhiều. Vì chị nghe anh Khánh nói về em rất là nhiều nên là chị cũng muốn em về đây làm cùng chị. Nên là chị cũng hy vọng vào em rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ em làm như thế để mất mặt chị không? Vâng. Nhưng mà không còn cách nào rồi chị. Bây giờ chị bó tay thôi, chị không còn cách nào nữa. Chị giúp em với chị. Chị không thể giúp được em, đừng làm như thế, mọi người nhìn khó xử lắm, đừng làm như thế. Vẫn có 5 người thôi mà đỗ được có 2 người, mà trong khi đó em còn không về phỏng vấn thì lúc bây giờ bắt chị giúp đỡ em như thế nào được? Bây giờ nếu mà có công việc lần sau, nếu mà có đợt phỏng vấn lần sau thì chị sẽ cân nhắc cho em. Còn bây giờ thì chị không làm gì được rồi. Thôi đi về thôi. Cố gắng nhá. Chị đi về thôi. Giúp em với chị ơi. Bây giờ chị không làm gì được đâu. Em cứ đi về đi, nếu mà có cơ hội lần sau thì chị sẽ cất nhắc cho em vào phỏng vấn lại. Để đến lần sau nó chắc là lâu lắm chị ạ. Tại vì đúng, em đi bao nhiêu năm tháng rồi mới về, xong là bây giờ lại như thế nữa. Em đấy là lỗi do em thôi. Bây giờ chị cũng không còn cách nào để giúp đỡ em nữa rồi. Đi về thôi, em đi về. Người yêu của em ở nhà ấy chắc buồn lắm chị ạ. Bao nhiêu năm tháng em biết đi nghĩa vụ về bây giờ mới như thế. Chị cố giúp em với. Về đi, chị không giúp được em cái gì đâu. Cố giúp em với chị ơi. Em đừng khóc nữa, đi về đi. Đi về. Cố giúp em với. Đừng có khóc nữa, đi về đi. Biết làm nào đây, bao nhiêu công sức thì nghĩa vụ về bây giờ đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Bây giờ mai mà biết chứ mà buồn cho mình lắm ấy. Công việc sao mình lại đen đủ như thế, đi gặp người thế nữa, để giờ muộn giờ không xin được công việc của mình.